một sự bổ sung đáng giá để tuyển Việt Nam hướng đến danh hiệu vô địch. Và đây là những cái tên trong đội hình chính của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu giao hữu ngày hôm nay. Thủ môn Đặng Văn Lâm mang áo số 18, Bùi Tiến Dũng mang áo số 3, Đỗ Duy Mạnh mang áo số 5, Việt Anh số 6, Đỗ Hồng Dũng mang áo số 7, số 8 là Nguyễn Phong Hồng Duy, số 12 là Nguyễn Văn Toàn, số 15, 13 là Nguyễn Tuấn Anh. Trên tấn công sẽ là Phạm Tuấn Hải và Nguyễn Văn Quyết ngày hôm nay mang áo số 20. Bùi Hoàng Việt Anh sẽ đá hậu với bên phải. Đó sẽ là một trong những sự thử nghiệm của viên Park Seo. Còn đây là đội hình của Philippines. Công rất nhiều. Trận đấu đã bắt đầu và trong hiệp đấu đầu tiên này thì đội tuyển Philippines trong trang phục toàn trắng sẽ bên phía tay phải, màn nhỏ của quý vị và các bạn. Bên tay trái sẽ là đội tuyển Việt Nam. Chơi cao nhất trang tấn công của Việt Nam là Văn Toàn và Phong Hồng Duy. Và tài người khôn ngoan của Tuấn Hải và sẽ có một quả phạt trực tiếp ở một vị trí cực kỳ thuận lợi cho đội tuyển Việt Nam. Vua phá lưới nội của V-League 2020. Văn Quyết rất để mắt nhưng rất tiếc là bóng lại đi vào đúng vị trí của thủ thành Hansen. Trong đội hình thi đấu của các cầu thủ Philippines thì lúc này thủ thành Hansen là cái tên duy nhất đang thi đấu ở nước ngoài, đang thi đấu cho câu bộ của Hồng Dũng. Nhịp nhàng, các cầu lỗi đẩy sau, lợi thế dành cho tuyển Việt Nam. Và khi lợi thế đó không được phát huy, tiếng còi đã vang lên. Quả phạt dành cho đội chủ nhà, phút thứ 19, tình huống phạm lỗi được thực hiện là Văn Quyết. Nguy hiểm, và các mặt đánh đầu khai của Đỗ Duy Mạnh. Đó là một trong những tình huống phối hợp sở trường của đội tuyển Việt Nam. Thường thì sẽ là Thành Trung, nhưng ngày hôm nay đã có sự hoán đổi. Tuấn Hải là người cắt đầu tiên, người thứ hai là Duy Mạnh của Hồng Dũng. Nguy hiểm, quen thuộc, Đỗ Hồng Dũng là người thực hiện cú đá phạt góc và người đã chọn điểm rơi. Dứt điểm chính xác là Thành Trung. Đang có một sự phân chia rất rõ ràng với các vị trí và các điểm cắt của tuyển Việt Nam. Điểm 1 là Tuấn Hải thành của Đặng Văn Lâm. Bây giờ sẽ là cơ hội của Philippines, một tình huống lên bóng đơn giản. Galates nguy hiểm, rất nguy hiểm, không vào. Đó là bóng đá, đó là chiến thuật. Có thể đội tuyển Việt Nam sở hữu và kiểm soát bóng lên tới gần 70%, nhưng đây mới là cơ hội nguy hiểm nhất của hiệp đấu và nó thuộc về đội khách. Một sự cảnh báo cho hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Một tình huống lên bóng rất đơn giản nhưng suýt nữa thì các cầu thủ áo trắng đã có được bàn thắng mở tỷ số. Người đã có tình huống băng lên nguy hiểm là Galantes. AFF Cup năm nay, Văn Quyết không chế bước một tuyệt hay. Đường chuyền không vào. Rất tiếc cho tình huống dứt điểm vừa rồi của Bùi Hoàng Việt Anh. Và cùng với đó là tình huống cắt mặt trước đó của Văn Toàn. Bây giờ thì đội tuyển Việt Nam mới có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Một pha phối hợp hay, một đường truyền rất nhạy cảm của Hồng Duy. Tình huống xử lý tuyệt vời của Văn Quyết sau đó, khống chế bước một hoàn hảo. Và cùng với đó là một pha vẩy má ngoài cực kỳ điệu nghệ theo kiểu Luka Modric. Văn Toàn là điểm cắt thứ nhất không thành công. Bóng đến chỗ của Bùi Hoàng Việt Anh. Bùi Hoàng Việt Anh chưa phải là một đường truyền tốt. Duy Mạnh cú đá rất căng, bóng đá chạm chân của Aguinaldo đi chệch cột dọc bên phía tay phải khung thành của thủ môn Hansen. Đó là những áp lực cần thiết, đó là những sự tập trung ở bóng hai tốt của cầu thủ Việt Nam. Một dứt điểm rất quyết đoán đã mang lại những lợi thế. Vẫn là Aguinaldo với những pha công chuyền tốt. Văn Toàn, bóng bị trúng giữa hàng. Một pha xử lý tuyệt vời của số 12 bên phía đội tuyển Việt Nam. Một pha bóng mà Văn Toàn đã lùi về và bảo vệ tuyến hai. Hiệp một đã diễn ra sôi nổi và đội tuyển Việt Nam cũng đã có những dấu ấn về mặt chuyên môn. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Văn Toàn đỡ bước một thay và ngay sau đó là một tình huống băng vào dứt điểm cực nhanh. Có vẻ như đó là một tình huống chích mũi, một sự lựa chọn nhanh
và quyết đoán của Văn Toàn. Và đó là một sự lựa chọn hoàn toàn chính xác. Chúng ta hãy cùng xem lại. Đúng là một tình huống trích mũi rất nhanh đến từ tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai. Pha dứt điểm vẫn là Văn Quyết. Tình huống xử lý rất mềm mại và tinh tế của số 20 bên phía đội tuyển Việt Nam. Và anh đã mang về một quả phạt cho đội tuyển Việt Nam ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng. Văn Quyết, nguy hiểm. Đó là một sự thay đổi bất ngờ về mặt tổ chức trong tình huống cố định của đội tuyển Việt Nam. Văn Quyết, pha phối hợp ăn ý giữa Hồng Duy và Văn Quyết. Tuyến ơi, rất tiếc là Văn Đức lại sút hụt. Pha bóng rất đáng tiếc vừa qua. Tình huống chặt bóng về tuyến hai cực hay của Hồng Duy. Chỉ tiếc là pha chúng ta cần những quả tạt như vậy, những quả tạt sớm ở tầm thấp. Tuấn Hải ngày hôm nay thực sự là cũng chưa có duyên. Vừa rồi là một pha bóng mà bóng vô tình đến được vị trí của Tuấn Hải ở một vị trí vô cùng thuận lợi. Nhưng Tuấn Hải cũng chưa có được những tình huống xử lý cá nhân thực sự tốt. Sau khi nỗ lực soạn bóng không được, bóng đã khẽ trượt qua đầu của Tiến Linh. Luyện Ban Sò đang đứng ngồi không yên ngoài đường biên. Đây là một trận đấu mà ông có vẻ như đang đặt ra những yêu cầu cao cho những tình huống tấn công. Đường chuyền hay, Tiến Linh cánh phải rất trống. Tiến Linh, Stefan Schock, nguy hiểm. Bóng bổng, những quả tạt từ hai biên vẫn luôn là những điểm mạnh của Philippines. Cùng với đó là những tình huống cố định nữa. Trong khi đó thì đội tuyển Việt Nam vẫn đang cố gắng kiểm soát bóng. Nguy hiểm, phá hợp tốt giữa Hải Huy và Tiến Linh. Chỉ hơi tiếc là trong tình huống dứt điểm cuối cùng thì Hải Huy đã không có được một pha tiếp bóng tốt. Nhưng đó là một giải pháp tấn công hợp lý với những tình huống phối hợp nhanh ở khu vực trung lộ. Đây là bà xã của Hải Huy, người đã di chuyển từ thành phố Hạ Long lên để cổ vũ và động viên phong độ của các cầu thủ ra tấn công. Chưa được sự ấn tượng. Văn Quyết vẫn nguy hiểm và rất bất ngờ. Ở phút bù giờ thứ hai thì Văn Quyết đã có được bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam. Một pha bóng có phần may mắn nhưng nó cũng cho thấy được quyết tâm của cầu thủ áo số 20 bên phía đội tuyển Việt Nam. Nỗ lực, anh là một trong những cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất của đội tuyển Việt Nam. Nỗ lực tạt bóng của Văn Quyết, bóng đã khẽ chạm chân của Tabinas và bóng đi thay đổi hướng, cầu vồng vượt qua tầm với của thủ thành Hansen. Một cú bay người trong bất lực của thủ môn bên phía Philippines, người đã chơi rất an toàn và chắc chắn trong những phút trước đó. Cũng phải nói thêm rằng đây là một pha phối hợp tốt của đội bóng áo đỏ với những tình huống dàn xếp tấn công tốt ở hành lang trong bên phía cánh trái.